Dự án đường 991B do Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cảng Cái Mép, Thị Vải làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 4.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và các nguồn vốn khác. Dự án có chiều dài toàn tuyến hơn 9,73 km, điểm đầu giao với đường Hội Bài, Tóc Tiên, điểm cuối giao với đường liên cảng Cái Mép, Thị Vải. Dự án chia làm hai gói thầu xây lắp lớn. Gói thầu số 37 bao gồm cầu vượt quốc lộ 51, nút giao quốc lộ 51 và cầu Rạch Tre. Gói thầu số 36 gồm cầu Mỏ Nhát và cầu Rạch Ông. Triển khai từ tháng 6 năm 2020, hiện tiến độ gói thầu số 37 đạt khoảng 85% khối lượng công việc. Chúng tôi cũng dự kiến đến tháng 9 năm 2024 là hoàn thành cái công tác đúc rầm và thông xe kỹ thuật. Với gói thầu số 36, hiện công trình cầu Rạch Ông đã cơ bản hoàn thành. Riêng cầu Mỏ Nhát, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2024 sẽ thông xe kỹ thuật. Về đến đây thì rất là nhiều các hạng mục rồi tất là các công việc vận chuyển rất là khó khăn, theo con nước nhiều khi nó rất là phức tạp. Đấy, cũng có thể là không định hướng được hôm nay có thể làm ngày mai như ở trên mặt bằng bình thường được, và chuẩn bị đến mùa mưa rồi. Các đơn vị ở đây là cũng coi như là khẩn trương hoàn thành trước mùa mưa. Với sự đôn đốc của chủ đầu tư dự án, Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cảng Cái Mép, Thị Vải, các nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành dự án 991B trong năm 2024, qua đó giúp hoàn chỉnh, đồng bộ tuyến giao thông kết nối từ quốc lộ 51 đến hạ lưu Cảng Cái Mép, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế công nghiệp, cảng biển, logistics không chỉ của Bà Rịa Vũng Tàu mà còn cả vùng Đông Nam Bộ.